Bye bye. Anh phải biết anh như kia phải đi cái rìa của anh xuống nữa đi. Để đóng. Đây cao cái búa đây. Khi này đèn này được lâu không phải? Pin này nhà mình có đấy. Hay. Xin chào tất cả anh em nghệ nhân đam mê diều nhá. Mình đang tác nghiệp tại cầu khu vực đồng cầu trắng của Nhã Nam đây anh em. Đấy, hôm nay rất nhiều anh em các tỉnh về giao lưu. Đây là một con diều đang lắp ghép, mình sẽ ra quay tận nơi cho anh em xem nhé. Ra đây chơi. Mày diều đây. Chạy rơi ở điện thoại. Không có quá bác qua dây điện mình ra thả sau dây điện kìa. Dạo này hay đi bơi không? Dạo này mấy hôm nay nghỉ mưa, còn bình thường vẫn đi. Trên này có một bộ sáo khủng lắm nha anh em. Mình sẽ quay cho anh em xem. Bộ sáo này chắc là chỉ mang tính chất trưng bày thôi. Đây là các nghệ nhân đang dây thẩm âm. Đây em ơi, cái sáo to nhất này là tầm khoảng bao nhiêu? Cái con to nhất này là 140 anh em nhé. Còn con bé này chắc cũng phải tầm 70 nhỉ? 65. Dàn này mấy chục á? Dàn này 15 triệu nha anh em nghệ nhân. Dàn này chỉ trưng bày treo ở phòng khách thôi. 5 mét không lên được. Đấy, rất là đông anh em. Có tới hàng trăm anh em đam mê diều đang có mặt tại khu vực cánh đồng này. Còn ở phía đằng kia là cái đội chuyên đứng ở trên kia để đâm. Đấy, còn anh em ở bên này thì chạy. Đây. Còn hiện thì anh em vẫn đang tiếp tục mang diều đến. Đúng là bộ mồ này không đơn giản. Chuyển lên trên này anh em. Đây là phía diều bên trên này anh em. Anh em đang có mặt tại khu vực đồng cầu trắng của Nhã Nam anh em. Anh em nào có diều mang lên đây bây giờ vẫn kịp còn gió để thả đây. Gió hiện nay đang rất đẹp mà thời tiết thì rất mát. Anh em sau phần thả diều là sẽ đến phần giao lưu ẩm thực.
Bây giờ tầm độ khoảng gần 100 con đang ở trên bầu trời anh em ạ. Mà quay xa này chắc anh em không nhìn thấy được. Đa số là anh em chơi diều lắp ghép thôi. Đây một con đang lắc không thể lên được. Đấy là diều ai? Chắc diều Vinh. Đấy đang đâm. Anh kia không làm được việc đấy à? Không làm được việc đấy à? Không làm được cái việc kia. Đó trên đẹp lắm anh em ạ. Đây anh em nhìn này. Và mình đi bên phục vụ cọc tiếc ở nơi đây rồi. Rồi, chỗ này. Diều toàn diều đẹp thôi anh em ạ. Để nó chuyển ra. Nhấc cái tờ va đi dưới nhá. Va mày đi luôn được tí đi. Ở trên này còn rất nhiều diều nha anh em. Mình sẽ đi thẳng lên phía đường bên trên này. Còn toàn những diều khủng mà diều đẹp thôi. Lên ai về chồng chồ anh ạ. Đây phải thả luôn đây này. Ra kia lớp này.
thì mắc dây.